Tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng, hành lang tuyến đường hơn 500 tỷ đồng ở Hải Phòng đã bị chiếm dụng làm điểm thu mua, tái chế xăng dầu nằm sát các bãi chứa container, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Cụ thể tình trạng chiếm dụng hành lang đường làm các điểm dịch vụ kinh doanh diễn ra tràn lan dọc hành lang tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mất an toàn giao thông cuối tuyến đường còn là nơi chứa rác thải công cộng với đủ loại chai lọ thủy tinh, sắt thép, phế liệu gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến sức khỏe của người dân. Đặc biệt là tình trạng nhiều cá nhân chiếm dụng hành lang làm nơi thu mua phế liệu, thu mua và tái chế xăng dầu ngay sát với một số cảng biển đang chứa các container, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong phòng chống cháy nổ đối với khu vực cảng biển, khu công nghiệp ở đây. Thậm chí có người dựng hẳn lán trại, bên trong là tiếng máy nổ được cho là đang tái chế dầu. Tuyến đường được ngân sách đầu tư hơn 562 tỷ đồng, đưa vào sử dụng từ năm 2017, nhưng đến nay đang tồn tại những hình ảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và dường như không được quản lý, duy tu, bảo vệ kết cấu hạ tầng, trong đó có hạng mục hành lang toàn tuyến đường.